Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2016, và trong clip này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế gỗ hương Vân Xưa quận 12 gồm 6 thứ. Thì thực ra là quý vị đã quan sát cái ghế hương Vân Xưa của Đồ Gỗ Đức Hiền từ lâu rồi, và những cái mẻ trước ấy, là chúng tôi mua được những cây gỗ trong cái cánh rừng Vân nó mạnh mẽ hơn, tạm gọi là 10 điểm. Nhưng mà những cái bộ như bộ này thì chỉ đạt được độ 9 điểm thôi, tức là có kém nước của những bộ trước một chút. Bởi vì là thông thường thì người bán hàng bao giờ cũng nói hay cho sản phẩm của mình, nhưng mà ở Đồ Gỗ Đức Hiền đã có truyền thống là mọi cái rất minh bạch. Ví dụ chúng tôi bán những cái sập là cái mặt sập nào hay dạ sập nào đáng 10 điểm hay 9 điểm, 8 điểm là chúng tôi phân hạng luôn, để bởi vì cái mà điểm cao thì giá cao hơn, mà nó kém nước thì phải giảm giá xuống cho nó công bằng với tất cả mọi khách hàng. Và chính vì cái sự minh bạch đó cho nên khách hàng rất là quý mến và yên tâm tin tưởng khi mua hàng của Đồ Gỗ Đức Hiền. Tránh tình trạng bộ nào cũng đẹp nhất, đẹp nhất thì cũng phải có những bộ đẹp nhì chứ. Vậy chúng tôi cho nên chúng tôi phân hạng như vậy là rất rõ ràng minh bạch. Tôi lấy ví dụ như là ở cái mặt bàn này, nếu như tất cả cái bộ này mà đều được vân như cái sắc mặt bàn này thì vẫn như bộ 10 điểm. Những bộ 10 điểm thì mặt bàn cũng chỉ đẹp đến như thế này mà thôi. Nhưng đây là nói riêng về như vậy, tôi đang quan sát ở đây ấy, thì được cái phần mặt bàn, được bàn và hai chiếc đôn là vẫn như những bộ 10 điểm trước đây. Thế còn thì ở những cái phần khác thì chẳng hạn như cái cột đoạn và cái tay đoạn đằng kia vẫn theo hệ 10 điểm. Còn những cái phần còn lại nó chỉ đạt được 9 điểm mà thôi. Nếu như tất cả được xác vân như này thì sẽ gọi là 10 điểm. Và bây giờ tôi từ từ quay từng chi tiết để quý vị xem. Đây là chiếc ghế thứ nhất. Cái mặt ghế này rất đẹp mà. Vân núi cực kỳ đẹp luôn. Và ở cái vách ghế này cũng rất đẹp. Vách ghế này thậm chí là quay ở phía sau thì quý vị nhìn rõ hơn vì nó đang thuận ánh sáng. Rất rõ ràng, đẹp. Đây xong chiếc ghế nhất và sang đến chiếc ghế dài. Thực tế những cái này vân cũng rất đẹp, nhưng mà nó chưa đẹp đến cái độ giật mình như 10 điểm. Ví dụ như cái tay này thì còn được, nhưng mà đến những cái chỗ khác thì nó vân mau quá. Chính những chỗ vân mau, những cái cây nó vân mọc nó sinh trưởng quá chậm, mau chất chắc nặng, nhưng mà vân lại không đẹp giật mình bằng những cái cây sinh trưởng nhanh hơn. Đây là chiếc trường ghế, xong xuống đến cột. Chiếc cột này thì tuyệt vời, vân ở khắp nơi luôn. Và chiếc tay này cũng thế, đạt 10 điểm. Vân như da báo da hổ là được. Và sang mặt ghế. Mặt ghế thì vân rất mau, vân đều, vân trong vắt. Nhưng mà đến tận khúc này thì mới đạt được đến 10 điểm. Còn những chỗ khác thì đạt 9 điểm thôi. Và sang đến những cái vách thì lại vân trở lại rất đẹp. Nhất là cái vách giữa này, nếu mà đi đằng sau thì trông vân loang khoang và vân như là cái nước nó tỏa ra trông rất ấn tượng. Đây, quý vị nhìn này. Ở mặt sau thì tôi không được chạm, cho nên vân rất rõ. Sang chiếc ghế thứ ba. Hiện nay đang có một khách hàng đang đặt tôi một bộ
cỡ 10 điểm nhưng mà chưa thể đủ gỗ để làm được. Và tôi mới đang có những cái mặt hàng 9 điểm thì bảo anh có thể lấy tạm được không? Giá thành thì giảm so với những bộ trước nhưng mà anh vẫn đang cố gắng anh đợi. Thường với những cái hàng chọn vân đặc biệt thì Đức Hiền không dám nhận hàng đặt. Tuy nhiên trường hợp có những khách hàng rất quý mến và tin tưởng cứ yêu cầu cho số tài khoản để chuyển tiền thì Đức Hiền vẫn xin là ghi nhận. Nhưng mà kèm theo một cái cam kết là nếu như lâu quá mà không chọn, không tìm đủ gỗ để thi công những cái bộ 10 điểm mà khách hàng không chấp nhận giảm giá để lấy hàng 9 điểm thì khách hàng phải cho phép Đức Hiền trả lại tiền, không được bắt đền. Bởi vì như nhiều lần trước tôi đã nói rồi, cái này thực sự là tùy duyên. Đến ai thì người đấy được hưởng. Cái này ngoài ý muốn của đồ gỗ Đức Hiền. Mặc dù Đức Hiền đã có cái ý là luôn luôn chọn những cái cây gỗ đẹp nhất để làm, kể cả giá cao cũng sẵn sàng là mua những cái cây gỗ này. Nhưng mà có những lúc nó không có để mà mua, vậy thì cũng không thể làm gì được. Như vậy chúng tôi đã vừa quay đủ 6 thứ để quý vị xem rồi. Và kê theo hình thức này thì tạm gọi là chữ C, tức là đây vòng một nhát ra kia. Có những gia đình là cái nhà ống nó dài nhưng mà nó hẹp thì cũng phải kê theo kiểu này. Hoặc có trường hợp là chiếc ghế bên trong kia là lại quay, một trong hai chiếc ghế này sẽ quay áp vào tường. Và có nhà thì lại là cả hai chiếc ghế đều phải áp vào tường. Khi nào có khách quý đến mà muốn ngồi cho nó nghi thức thì phải kéo dài như thế này. Còn hàng ngày có thể là áp nốt cả chiếc ghế này sát tường luôn, làm thành một dãy. Và bên này chỉ có cái đôn này thôi. Những cái người khách nhá, bình thường thân mật trong gia đình thì ngồi tạm cái đôn cũng được. Còn khi nào có những phái đoàn mang cái màu sắc nghi thức thì phải kéo ra như thế này. Và chúng tôi đang quay bộ ghế này tại tầng 3 của đồ gỗ Đức Hiền, tầng 3 khu A. Và xin quý vị liên lạc trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0984 666 999. Và cái máy này của tôi thì do là chúng tôi làm lâu năm và quá đông khách cho nên là những cái tầm giờ cao điểm thì là hay bị quý vị gọi suốt không được. Nếu mà không gọi được thì quý vị sẽ nhắn tin, tôi sẽ gọi lại. Hoặc quý vị có thể truy cập vào Facebook của Đồ Gỗ Đức Hiền cũng theo cái chữ Đồ Gỗ Đức Hiền, hoặc là theo số điện thoại này, hoặc theo email của chúng tôi là Đồ Gỗ Đức Hiền a@gmail.com. gửi thư cũng được mà tìm Facebook cũng được. Tức là chúng tôi tạo mọi điều kiện để có thể giao dịch được thuận lợi với khách hàng. Thực ra là trong cái túi tôi đeo bên người lúc nào có mấy cái điện thoại. Tuy nhiên là cái tai mình và cái phần trả lời của mình chỉ có thể được một máy mà thôi. Và thường là tôi lúc nào cũng để cái số máy 0984 306 309 bên người, bất kể lúc nào, để nhanh chóng trả lời được quý vị. Nhưng những khi máy bị quý vị gọi vài lần không được, tức là đang có khách khác đang trao đổi, thì xin quý vị để lại tin nhắn, tôi sẽ gọi lại. Đức Hiền cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những clip sau. Đây đang là tầng 3 của khu A. Trước khi dừng máy thì tôi lia máy quay ra ngoài cánh đồng. Cũng chúc quý vị một ngày mới an lành và luôn gặp nhiều niềm vui. Hiện nay đang là sáng ngày 12 tháng 5 năm 2016.